ăn vậy thôi, chứ thật ra nếu mà ăn mà cho nó ngán ngẩm luôn thì cũng không có nổi. Thật ra các em ăn gì thì cũng cũng no rồi, cũng tạm rồi, một chút xíu nữa thì chọn vô chọn chọn cơm. Ơi trời, không biết trên clip mọi người có thấy không, Trọng đang đứng đây, nó đứng ra nó đái lưng Trọng á, còn vừa 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 không á, nóng hổi luôn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, thì nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay thì Trọng cho các em nó ăn một cái bữa gà nè mọi người. Bây giờ Trọng sẽ rửa từng cái một. Một cái cục như vậy là hai cái đùi, giống như là nửa con mà lấy phần đùi á. Ngồi thấy ngon không? Sẽ rửa thiệt là sạch rồi sau đó mình mới luộc. Hôm nay thì chồng có mua 10 10 10 12 kg đùi với 3 kg ức. 3 kg ức này để trộn cơm, còn 12 kg đùi này thì 12 kg đùi này thì cho nó ăn không, mỗi con một miếng, cái con nào bự thì mình xé bên này, con nào nhỏ thì mình xé cái đùi không thôi, con nào bự thì có dính cái mình vô. Nếu con bự thì nó ăn một đùi không đủ, con nhỏ thì nó ăn dư. Tổng cộng là 15 kg. Cái này là Trọng ăn mừng cái kênh của mình đạt được 100.000 subscribe, được nút bạc. Cũng thông báo với mọi người là kênh đã đạt được 100.000 cách đây mấy hôm, nhưng mà chính thức luôn sáng hôm nay ngày 23 nè, ngày 23 tháng 4, thì sáng hôm nay Trọng mới nhận được cái mail của YouTube là thông báo là chính thức Trọng được quà, là giống như là mình chính thức được nút bạc đó mọi người. Tại vì khi đạt được 100.000 đâu phải là mình có nút bạc liền đâu, mình phải đợi chừng nào YouTube nó nhắn cho mình một cái mail với một cái thông báo là mình được cái quà tặng á, thì mình vô đó mình mới làm tất cả các cái thao tác, các cái gọi là các thủ tục để bên YouTube nó sẽ gửi cho cái mail về, nó sẽ gửi cái nút bạc về cho mình. Đây đây là cái phần gà mà để làm cơm, đây là cái tiêu chuẩn bình thường của các em. Ngoài cái chuyện mà ăn ăn tiệc riêng thì Trọng cũng mua riêng cho các em một cái phần gọi là cái tiêu chuẩn bình thường. Bữa nay thì Trọng sẽ nấu cơm hơi ít, bình thường thì ở nhà sẽ làm 8 lon gạo, thì bữa nay Trọng sẽ làm cỡ 5 lon thôi, thì các em đã được ăn một miếng gà to rồi. Son này là mới đi qua hàng xóm mượn luôn, tại nhà Trọng không có cái son to như thế. Gà này là gà tươi nha mọi người, hoàn toàn là tươi hết, không phải là gà đông lạnh, cũng không phải là gà mà là ế luôn. Đây là gà mà Trọng đặt của mấy cô bán ở ngoài chợ mới mới quen á, ngày nào cũng mừng đó. Yeah.
giục luôn, dọn dẹp. Đây, chồng cũng thấy mấy em ăn gà thì chồng cũng mua cho mình hai cái đồ nhỏ nhỏ này ăn luôn. Các em ăn gà thì anh chồng cũng ăn gà luôn, ăn chung. Chồng thì chồng không ăn luộc, chồng thích ăn kho, nông dân mà hay thích ăn mấy cái món kho lắm. Thưa quý vị khán giả, bây giờ là thịt của chồng đã làm từ hồi trưa đến giờ rồi. Nó cũng đã nguội rồi. Đây, đùi nè, đùi không à. Mua lần gần phần tư con á, nó luộc hơi mềm. Tại sáng nay là vừa luộc rồi vừa là làm thủ tục đăng ký nhận cái nút bạc, làm nó cũng hơi trục trặc. Cái luộc nó hơi mềm, mềm lắm luôn á. Bây giờ chồng sẽ cho nó ăn. Kiếm cái chỗ đặt cái máy quay phim coi. Rồi. Đó. Con mình làm đủ thứ cho nó. Từ đi chợ nào nữa kia. Quay như vậy thì sẽ không thấy cái mặt chồng đâu. Thôi mà thấy cái mặt mấy con chó thấy mặt chồng làm cái gì. Từ từ, từ từ, bây giờ nè. Bây giờ nó nghe, nó nghe, nó nghe, nó nghe. Bây giờ nó nghe. Mấy hôm nay mấy mày ồn dữ lắm nha. Tao chưa quánh. Là tại vì bây giờ là có mấy em động đực. Mấy em mình cái á. Rồi nó cứ hứ 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 hứ. Cái ông này á. Để tôi coi kiểm tra camera lần nữa. Đang hồi quay thì cuối cùng không có cái hình nào hết trơn á. Này là chồng mua, hồi sáng là chồng mua là 15kg nha mọi người. Đi! Mua 15kg. Đây nè, từ từ. Nè, bắp. Nè, 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 có con nè. Đó. Đâu luôn. Đây, từ từ con. Nè con nè. Ăn đi rồi, hồi anh chùi nhà sao. Nè. Nó gì gì, nó xuống nó cũng xé chia nhau hả. Chứ nó không phải nó na cầm nguyên cục đâu. Nè con. Bắp thì lấy sẽ lấy xuống cho anh em ăn không đó, cho mấy cục xương nhỏ xíu xíu gì đó nè con, tèo rồi mê mê ấy lắm à. Nè nè có con nè, nè có con nè, có con nè đó. Từ từ con ăn, từ từ thôi, nhiều lắm. Dưa leo ơi, dưa leo. Từ từ con ha, ăn ngoan đi, mốt là nó mua nữa. Bắp toàn là lấy cho người ta không đó con. Nè con, thế gì chứ nó xuống nó ăn cũng ăn chung à, nó không có đâu luôn à. Trời, nó còn ấy, nó lấy một cục. Nó lấy một cục đi ngoài rồi mình cứ sợ nó không ăn được. Em sợ nó không ăn được. Tất nhiên là cũng phải có con ăn nhiều, con ăn ít rồi. Nè nhặt, cho con mua nguyên miếng thịt bự nè nhặt. Lùng sao có ăn được quá hay lùng ha, để anh cho con cái đùi nữa nè. Nè, mấy này con hiền lắm nha. Ui da, trời ơi, sao con cắn tay anh. Ăn đi rồi anh dọn dẹp. Rồi xong khoảng tầm cỡ 4 giờ còn cơm nữa. Cơm có 3kg thịt thôi. Mua 15kg lấy 3kg làm cơm, 12kg cho nó ăn không. Con đó. Bắp ơi, ăn giùm anh miếng này bắp. Con đứng đây cái con lấy cái con cho với bạn không đó. Tính ra là con có ăn gì đâu. Anh phải đút con mới ăn được. Lượm nè, lượm nè con. Nè mót.
Có con rùa nó ăn một đùi duy nhất của phần nó hả? Rùa là một đùi thôi. Tí tí ăn thịt đi con. Đứa nào vậy? Cho em Ben, em Ben, em Ben hiền lắm. Ben ơi, Ben, 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 được con. Nè. Nè. Xương này cũng mềm mập rồi. Sáng nay anh Trọng làm hơi mềm á. Mềm thì nó cũng ngon mà nó hơi phí thôi. Tại vì sáng nay cái Trọng trong thời gian làm Trọng nhận được cái mail là mình phải làm các cái thủ tục để cái nút bạc người ta gửi về. Làm mãi mới được, tại vì làm tới cái khâu cuối cùng nó báo là phải có mã số thuế rồi quý vị. Rồi bản thân mình có đóng thuế bao giờ đâu. Mà tất nhiên là Trọng cũng có làm mã số thuế lâu rồi. Thì phải liền, phải lên mạng là phải tìm tòi lại. Cuối cùng cũng mất mấy tiếng. Xuống dưới trời ơi cái nồi nó mềm. Chín mềm mập à. Mà nước gà thì ngon lắm. Hôm nay mấy bé ăn cơm ngon lắm. Nè mấy con ăn đi. Đó. Nè. Thịt gà ngon cỡ này mà nó không có cắn lộn nha mọi người. Tại vì nó ăn tí tèo. Tèo à, tèo ăn thịt nhiều lắm. Tèo là ăn cơm rất là ít nhưng mà ăn thịt rất là nhiều. Nó quen ăn thịt hay sao á. Mọi người thấy 12 ký thịt, 15 ký thịt để mừng cái kênh đạt được 100.000 người đăng ký. Thì nó là đút bạc đó. Thầy Trọng cũng vừa nhận được cái tích xám, vừa hoàn thành xong cái tích xám xong. Bây giờ quý vị khán giả mà vô xem kênh của Trọng thì thôi. Ê. Ê, em có một cái đùi em lên đó, đừng có lên giành của em. Vừa leo. Bây giờ quý khán giả vô cái kênh của Trọng xem thì sẽ có một cái điều khác lạ, đó là ở sau cái lưng cái chữ Trọng Cà Mau sẽ mọi người sẽ gặp được một cái dòng tròn màu xám, nó có cái hình chữ V. Hai con này là cạnh tranh á. Cái đó là màu xám nên là người ta gọi là cái tích xám. Thì Trọng cũng mới nhận được ở sáng nay đây. Thì theo theo chị chia sẻ của bạn bè thì cái nút bạc thì cũng phải 2 tuần nữa, 2 đến 3 tuần nữa mới về tới. Con ăn mình ơn, con đi ăn, đi ăn lên giường cho ăn hết đi mấy đứa. Ê nè, ăn luôn chiếc dép tao nè, ham ăn thấy ứng luôn á. Tại vì cái nút bạc này đó quý vị là gửi từ bên, hình như là gửi từ Mỹ nên là cũng mất mấy tuần. Thật ra thì nói là kênh đạt được nút bạc rồi 100.000 lượt subscribe cho các em ăn, thật ra với Trọng đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Cũng lâu lắm rồi, cũng lâu lắm rồi Trọng không có làm cho các em ăn. Thì hôm nay thì còn có mấy ngày nữa thôi thì cũng đã là một cái lễ rất là lớn ở bên Việt Nam. Thì Trọng sẽ cho các em ăn coi như là ăn lễ luôn rồi đó. Một năm thì vào những cái ngày lễ lớn thì cũng mượn cái cớ đó rồi tổ chức cho các em nó ăn một bữa. Ăn vậy thôi chứ thật ra nếu mà ăn mà cho nó ngán ngẩm luôn thì cũng không có nổi. Thật ra các em ăn gì thì cũng no rồi. Cũng tạm rồi, một chút xíu nữa thì Trọng vô Trọng chọn cơm. Trời ơi trời. Không biết trên clip mọi người có thấy không, Trọng đang đứng đây nó đứng gánh đá với lưng Trọng á. Còn vừa hấu á. Nó mà hỏi luôn. Mày chơi gì hả vừa hấu? Mày chúc mừng anh vậy hả vừa hấu? Hay là nó đái đây là nó chúc mừng ta? Chó hả mọi người? Hình như là nó lên lại nó đái trên người mình là nó có cái gì đó nó chúc mừng hay sao á. Một hồi mà tao xem lại mà tao thấy cái lúc mà mày đái là tao nhục luôn. Tự nhiên mình đang ngồi nói chuyện vậy lại dở chẩn đái nghe nó hỏi luôn. Ức nhẹp luôn nè. Trời ơi. Con vừa hấu. Nó đái người anh này kìa. Giờ sao xử nó sao giờ.
chút thì cơm thì chắc chắn là mấy em nó sẽ không ăn được nhiều, nhưng mà để đó tới tối nó ăn. Trọng sẽ không rửa chén tối nay, Trọng bưng bưng Trọng bỏ đại vậy đó, rồi con nào ăn được thì ăn, con nào no thì ăn, con nào chưa đó, con nào ăn no rồi thì tối nó ăn tiếp. Bữa nay là ăn ngon bữa. Tính ra một bữa ăn gì là Trọng phải đi mua khoảng mấy trăm. Hồi sao hôm qua mua hình như là tiền gà không là 800 mấy. Tại vì cái gốc tư gà là 60 hay sao ta? Đúng rồi, 60. Còn trong đó có 1 2 kg là cái ức thì nó rẻ hơn một chút, nên là 15 kg mà nó không phải là 900 nhưng mà nó chỉ hơn 800 gì đó thôi. Ăn xong rồi mạnh con nào để uống nước. Rồi, no rồi ha. No rồi, ăn no rồi uống, rồi đái trên lưng tôi luôn. Thiệt chứ. Bây giờ là Trọng phải là dọn dẹp cái này, rửa thiệt là sạch để có dầu mỡ xịt nước rất là nhiều, tay chân dầu mỡ không. Bây giờ rồi sau đó là Trọng bắt đầu Trọng mới đợi mát một chút xíu nữa. Rồi để đem cơm ra cho các em nó ăn. Nói chung cơm bữa nay cũng là cơm ngon. Mọi người cứ tưởng tượng đi, luộc 15 nước, 15 kg gà mà luộc thì cái nước của nó ngon dữ lắm. Cái nước cơm chiều nay ngon dữ lắm. Rồi Trọng mới trộn vô cơm này các em nó ăn, thật sự không cần thịt luôn á. Riêng chiều nay là cơm không cần thịt luôn, nhưng mà trong đó cũng có thịt. Đúng ra là bây giờ Trọng tìm cách uống thuốc được cho tèo đó, là mở dây được rồi mà. Nhưng mà Trọng thấy dây này nó cũng không ảnh hưởng gì. Thôi để chừng nào nó uống xong đã. Biết là từ đây nó chở trứng. Nó chở trứng là khó bắt nó uống lắm. No nê đó. Có một cái là mấy hôm nay ồn quá. Mấy hôm nay là tới khuya Trọng vẫn còn la nữa đó. Tại vì mấy em nữ nè, nó gượng đực nữa rồi đó. Nó gượng đực rồi, nó tới tháng á. Nên là nó kiếm chuyện nhau nữa. Nó kiếm chuyện, nó hứ mệt lắm. Nó hứ rồi làm cho mấy con đực á. Rồi cũng hứ theo. Chứ bình thường thì tối nó ngủ nó im lắm. Mấy ngày nay là nó không có im. Mà nó không có sủa mạnh nha. Một hai con thôi, trong đó con xấu xí nè. Xấu xí hình như đợt này là không có gượng. Mà con lượm lại gượng nặng. Nên là lượm thì cứ đeo xấu xí liếm. Rồi xấu xí bà không chịu, bà táp lại. Bà sủa. Chứ bình thường hai con gượng thì hai con cũng thỏa mãn nhau rồi lắm. Đợt này không có. Đợt này xấu xí hình như không có, nên là bà lượm bà cứ lại đeo xấu xí nó chửi. Nên là nó hơi ồn. À, kính thưa quý vị khán giả thân mến, vừa rồi thì Trọng cũng đã chia sẻ với quý vị một cái video ăn mừng rất là đơn giản. Về phần quay hình thì Trọng tới giờ phút này Trọng nói thôi, nhưng mà Trọng chưa biết cái hình ảnh như thế nào. Tại vì Trọng đặt cái chân trống Trọng quay thôi. Trọng đi ở nhà có một mình thôi, Vũ nó về quê chơi lễ với gia đình rồi, có một mình Trọng à. Nên là Trọng biết hình ảnh như lúc nào nữa, chủ yếu là tấm lòng thôi mọi người. Chủ yếu là cái tấm lòng qua đây thì cho Trọng nói một đôi lời nữa thôi. Là Trọng cảm ơn tất cả những cái quý vị khán giả đã ủng hộ kênh YouTube Trọng Cà Mau, để đến ngày hôm nay kênh của Trọng đã chính thức đạt được 100.000 lượt đăng ký, là đã được nút bạc của YouTube. Thì đó là một cái điều mơ ước của Trọng, một cái thành tích mà Trọng mong muốn đạt được, đặt ra cái mục tiêu từ khi mà Trọng bắt đầu sắm sửa cho mình một cái máy điện thoại, một cái hành trang để làm YouTube tới thời điểm này. Thì mặc dù sau hơn 4 năm Trọng mới đạt được cái nút bạc này, nhưng mà với Trọng đó là một cái rất là vui. Trọng cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đặc biệt là cảm ơn những quý vị khán giả đã theo Trọng từ cái thời điểm năm 2020 cho đến năm 2021, đến thời điểm này qua mấy năm trời mà quý vị khán giả đã theo chân Trọng, không bỏ rơi Trọng. Tất nhiên có những lúc Trọng cũng làm không có tốt, có những lúc Trọng cũng bị nản chí, ra những video không được hay, không được ý nghĩa. Thì có những lúc Trọng cũng bị chùng chân trong công việc, nhưng mà mọi người vẫn quan tâm, ủng hộ Trọng, đặc biệt là ủng hộ cái gia đình nhỏ của Trọng, để Trọng có được cái view, Trọng có được lượt xem, Trọng có được cái số tiền donate để nuôi các em ở nhà của Trọng. Ví dụ như lần này
thì cũng ngay cái đợt mà Trọng lãnh lương YouTube được một khoản tiền, Trọng đã chích ra làm một cái buổi ăn cho các em như thế này. Trọng cảm giác là rất là vui, vui vì cho các em có được một cái bữa ăn ngon. Cái thứ hai nữa là kênh của mình cũng đã đạt được một cái thành tích nhất định trong cái sự nghiệp làm YouTube của mình. Điều đó là Trọng rất là mừng, cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn mọi người bằng những cái gì mà chân thành nhất. Cảm ơn tất cả những người thân yêu đã ở bên Trọng cùng động viên Trọng trong những lúc khó khăn để Trọng được vượt qua. Để ngày hôm nay thì Trọng có được cái thành tích nhỏ nhỏ như thế này. Trọng xin phép được dừng lại video. Chúc quý vị thiệt là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye tất cả mọi người.